Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Mini World nhé. Lần trước thì mình đã có làm một vài tập, hai tập ở trong Mini World rồi. Và thì hôm nay mình sẽ tạo lại một cái thế giới mới và mình sẽ bắt đầu là gọi là sinh tồn lại từ đầu. Và mình sẽ cố gắng là làm một cái series nó dài dài một chút để cho anh em có thể xem. Mình sẽ làm song song với những cái series như kiểu là Slam Rancher này hoặc là cái Stardew Valley này. Mình khá thích mấy cái game kiểu là sinh tồn hoặc kiểu nông trại ấy. Đi làm vườn hoặc xây nhà các thứ. Được rồi thì chúng ta thật ra thì cái game này thì mình cũng không chơi mấy nên cũng chẳng hiểu gì đâu. Anh em có biết cái gì thì có thể là chỉ mình nha. Ví dụ chúng ta sẽ đi thu thập gỗ đi. Đây cái thế giới mình đã tạo lại rồi. Và cho đi lấy gỗ trước. Đấy, đây có những nhiệm vụ yêu cầu mình phải làm thì mình cứ làm thôi. Rồi ok. Chế tạo một cái dương công cụ anh em ạ. Cái dương ta sẽ chế kiểu gì ta? Lâu lâu mình không chơi mình còn quên được cơ. Nào bây giờ thì ấn vào cái dương đây. Đây hợp thành dương công cụ à, chế tạo. Đấy, từ mình sẽ cần chế ra cái miếng gỗ các thứ. Rồi dương công cụ nó sẽ chế từ miếng gỗ cây, chế tạo luôn. Đấy, đã xong. Và bây giờ ta sẽ chế tạo cuốc các thứ để cho nó xong nhá. Hợp thành này, chế tạo cuốc thì mình chắc chắn là sẽ cần phải để cái bàn chế tạo. Cái này dạng như kiểu là dương công cụ này, mình sẽ để vào đây nha. Và mình sẽ mặc cái bộ quần áo ấy vào cái nào, lên đường. Cái này thì mặc vào cho đỡ tốn diện tích giày đúng không. Chúng ta sẽ có ô 4 là cái đặt ra đây sẽ cái này. Ở đây thì mình có thể là chế tạo là cuốc chim gỗ này, thì nó sẽ cần là khúc gỗ cũng như là miếng gỗ cây ăn quả. Mình sẽ sang bên kia để lấy mình đã có sẵn mấy cái này rồi nhưng mà thôi cứ làm theo đúng cái nhiệm vụ của nó đề ra đi. Tiếp mình sẽ xây tạm một cái ngôi nhà ở đây nha, để xem đang kiếm một cái chỗ vị trí nào đẹp đẽ để ra xây được một ngôi nhà. Mình sẽ lấy thêm một ít gỗ đi. Trên kia có một con dê kìa, mình muốn giết con cừu hay con dê gì đó, mình giết nó lấy thịt đi nào. Không được nhỉ. Đây rồi, cái này là cái gì đây? Cái này là quả bí ngô à? Nhà đó bí ngô vuông à? Nó vẫn là từ cái lúc cái sự kiện đó chính là Halloween này, nó vẫn chưa update cái phiên bản mùa đông Giáng sinh à? Chắc là mấy hôm nữa nó sẽ update thôi. Mình đang chơi trên PC nhá, có tiếng Việt đây. Cái này cũng có trên điện thoại đấy nhưng mà nó hơi hơi lag và nó hơi khó chịu một tí. Rồi mình giết con này. Nó hút mình không nhỉ? Nó không hút anh em ạ. Nó chạy. Mình đang ở trên núi. Thật là chết nha. Chết rồi anh em. Nhà được thêm một cái gì à? Đùi dê sống à. Chúng ta sẽ chế tạo cái cuốc mỏ gỗ trước đã. Hợp thành này. Bây giờ chế tạo cái gậy đi ạ. Đấy. Chế tạo hai cây gậy đi. Xong rồi chế tạo thành cái miếng gỗ ăn quả đi. Đã xong. Bây giờ mình sẽ về lại cái này. Để có thể chế tạo một cái cuốc mỏ gỗ anh em ạ. Nào. Cuốc chim gỗ à? Đây, cái này đúng không? Yêu cầu mình chế tạo cái gì thì mình sẽ chế tạo theo thôi. Thợ mỏ. Chế tạo lò luyện hình như là chúng ta sẽ cần phải có cái than đá thì phải. Chúng ta đi tìm than đá luôn nha. Hiện tại ở trong người mình sẽ có thể dùng xẻng sau đó trồng dưới hố đất à? Mình sẽ kiếm một chỗ nào làm nhà một chút nhỉ? Anh em nghĩ mình nên làm nhà ở đâu đây? Chúng ta sẽ đi kiếm than đá trước đi. Mình có cuốc chim đây. Đây là một cái gì đây? Một cái hầm nước à? Trong này có gì không nhỉ? Than đá. Ở đây thì có đá này. Rồi ok, đi thôi. Than đá cho kiếm ở đâu đây? Ui dồi, mình đang đi chỗ nào đây nhỉ? Có một cái hộp kìa. Có một cái bình kìa. Trong này có vàng rồi. Có gì không nhỉ? Đấy có cái gì luôn. Thôi kệ đi, mình sẽ đi xuống dưới bên này thì nó như kiểu một cái vực ấy, mình không thích lắm, mình sẽ sang bên này luôn. Mình đang có một cây ăn quả trong người. Ui, bên này rộng nhỉ. Mà sao cái địa hình này nhìn trông nó hơi bị củ chuối. Mình đã xuống được rồi đấy. Mình đã xuống được ở phía dưới. Đây có gì đấy? Cây mía này. Anh em ơi, đây cây mía này. Đây cây mía chắc chắn luôn rồi. Mía đường, đấy biết ngay mà, đây mía đường. Giống như kiểu Minecraft ấy, nhưng mà cây mía này đẹp hơn. Cái mía đường có ăn được không nhỉ? Thông tin về mía đường. Thích sống gần nơi có nước, dùng để chế tạo kẹo, giấy, bò ăn mía đường mới có đủ sữa. Còn nuôi bò cơ mà đúng không? Kẹo gum này làm gì? Ăn ăn xong
tới cảm giác lâng lâng. Dango thích kẹo gum, có thể dùng thuần phục nó. Dango là con gì? Kẹo gum à? À, Dango như là con gấu trúc phải không? Có vẻ như con gấu trúc là con Dango đấy. Chúng ta sẽ đập cây đi ạ. À, lấy cây đã, nhặt gỗ ăn quả. Đã nhặt hết rồi, chúng ta sẽ nhặt hết tất cả gỗ ăn quả ở đây. Rồi, bây giờ sẽ là chúng ta xuống bên này rồi thì có vẻ như bên này thì nó không có gì nhiều cả. Bây giờ muốn thôi mình sẽ đi sang bên này đi. Lên trên này. Chế tạo lò luyện thì cần phải có than đúng không? Ok, ở đâu đây? Trong cái hầm này nó có than đá gì không? Ui, có quái vật anh em ơi. Phía dưới này có ngay quái vật này. Ghê vậy. Mình có nên xuống dưới không nhỉ? Hay mình chế tạo thêm cái đuốc? À, mình có đuốc sẵn đây. Mình có thể hợp thành được đèn bí ngô, dùng để thắp sáng, chống thấm nước. Mình cần phải than nhỏ cơ. Phải có than thì mình có thể chế được. Có thể trồng trên ruộng này. Nút tiếp xúc. Rất là nhiều thứ. Trời sắp tối rồi anh em ạ. Tối thì nó sẽ có quái vật đấy. Này làm sao mà kịp làm ngôi nhà đây? Chỗ này có mía đường thôi. Ok. Mình có nên làm thêm một cái gọi là ấy không? Đây, cho lại cái này lại. Cắt cái cây đi. Mình sẽ có thể chế tạo được cái vũ khí không? Trang bị này. Mình sẽ chế cái này thì chưa chế được. Cần khối đá. Được. Khối đá thì nhanh thôi. Đây. Đây là khối đá đúng không? Khối đá. Chính xác. Chúng ta có thể đào xuống dưới và xem dưới này có than không? Cũng có thể tìm được than dưới này. Rồi mình sẽ nhặt khối đá trước nha anh em. Để chế ra một cái mấy cái vũ khí đã. Mình sẽ có một cây giáo, một cây lao. Vừa có thể sọc được mà vừa có thể phi được. Rất là tiện lợi. Tiện lợi cả đôi bên. Cái này thì cần khúc gỗ nhỏ. Khúc gỗ nhỏ đúng không? Khúc gỗ nhỏ thì chúng ta sẽ cần phải khúc gỗ nhỏ đây. Rồi mình sẽ chế tạo một chút. Mình có rất là nhiều gỗ mà, thoải mái đi. Đấy, bây giờ mình sẽ có thể chế cái này được. Cái này thì phải thỏi sắt. Phải kiếm sắt anh em ạ. Mình có đá này. Dùng cái này chế tạo cái này trước. Chế tạo được một cái giáo này. Và bây giờ thì kiến trúc, máy móc thường dùng. Đây, tất cả đồ thường dùng. Mình sẽ chế dìu đá này. Một cái này. Ok. Về chế hết tất cả công cụ bằng đá, lò luyện. Thì dùng khối đá và khối đất thì có thể lấy được à? À được, cái này thì nó hướng dẫn mình rồi. Khá là dễ thôi anh em ạ, không quá khó. Đấy, chả đánh nhau không. Mình sẽ dùng cái vũ khí của mình lên. Chiến nhau với cái con quái vật kia đã. Nào, let's go. Đây rồi. Ấy chà. Này á, đánh nhau đấy. Ôi, tại sao, ôi chà, tại sao cái, bị cái gì này. Ok, mình vừa tắt được cái biểu tượng emoji rồi. Né, ui, thế mà vẫn trúng nhở. Né rồi mà. Né này. Mình nhận được thêm một cái gì đó. Dùng hồi 30 độ đói. Mình có gì tăng máu không? Mình sẽ đi lấy khối đất ra để có thể là. Sao lắm ấy nhở, lắm quái vật thế nhở. Giết nó anh em, giết nó. Chết ngay, vớ vẩn thật. Có một cái quả bóng bóng gì kìa anh em. Slam à? Ui, slam này. Ui, slam này anh em. Nó có giết mình không nhỉ? Không mất máu anh em ạ. Cái này không mất máu. Nhìn rất là dễ thương ta nhờ. Dễ thương vãi. Slam này. Slam hồng. Slam hồng anh em ạ. Rồi mình sẽ nhận được một cái khối gì đây. Thịt tiếc gì đây. Mình sẽ để tạm cái nó đi theo mình đấy. Nhưng mà con này có ăn cái gì không? Slam này. Nó có một cái lớp xương xương anh em ạ. Có một lớp xương ở trên này. Wait man. Cái gì đây? Chết rồi. Hồi máu cái gì nhở? Vì rất nhiều quái vật nha. Không chơi được đâu. Đây là hang động quái vật à? Sợ vãi. Mình sẽ dừng ở đây đã. Có một slam anh em ạ. Vấn đề là chúng ta sẽ có slam này nó không đặt tên nhỉ. Muốn nên giết nó không? Thôi thế không nên giết. Đợi sáng đi để nó nói đã. Chúng ta ơi chà, con kia đã lao ở đây rồi. Bây giờ ăn cái gì về tăng máu được không?
chưa. Nhặt đùi gà quay, không biết con này nó lấy kiểu gì để bắt được không nhỉ anh em? Có bắt được cái con slam được không? Yes, ui, hay phết. Mình sẽ đợi, trời sáng, bây giờ mới đang là nửa đêm thôi. Có khi làm cái giường ngủ phải có lông cừu, đúng không? Là trước mình nhớ là mình có sẽ có lông cừu, con này khó chịu thế nhỉ? Đã nhận được kẹo gum này, con này chính là kẹo gum trong này anh em ạ. Cái con phi phi mới nguy hiểm, mấy cái con cầm cái cây chầy thịt này thì không sao. Nó sẽ có thịt quái vật, giò kỳ lạ. Cẩn thận có độc. Vấn đề là ta hồi máu kiểu gì bây giờ nhỉ? 23 máu này. Ngủ có hồi máu không nhỉ? Để xem nào. Chúng ta có thể chế được cái giường không? Giường đây. À, len trắng, miếng gỗ cây ăn quả. Mình cần phải đi chế cái ấy trước á, có cái khối đất ấy. Để khối đất trước á, có rất nhiều slime ở đây nha. Mình sẽ dùng cái xẻng, chắc dùng cái xẻng rồi. Cuốc chim gỗ này, nó sẽ vứt bớt những một số đồ đi. Đấy. Cái này không cần này. Cái xẻng mình đâu nhỉ? Cuốc chim gỗ à. Bây giờ mình sẽ làm một cái xẻng gỗ đi. Nhờ. Thật ra thì không cần. Xẻng gỗ và rìu lưỡi đá. Rồi mình quên, mình sẽ lấy xẻng đá cơ. Đây này. Thì ở đâu? Nhầm. Xẻng gỗ à? Tại sao xẻng gỗ nhỉ? Có cái loại xẻng đá ấy, cuốc chim vàng. Cái này là cuốc vàng. Cái loại đá đâu nhỉ? Mình lúc ấy mình thấy mà cuốc gỗ này. Cái này miếng gỗ à? Lưỡi rìu gỗ này, mình nhớ là chúng ta sẽ có mấy cái vật liệu bằng đá cơ mà nhỉ? Đây đúng rồi, chính xác đây là. Chúng ta sẽ có rìu đá này, rìu có mỗi rìu đá thôi. À, cuốc chim đá đây. Có đá nhưng mà thiếu khúc gỗ nhỏ thôi anh em ạ. Mình sẽ lấy ít khúc gỗ nhỏ nha. À, mình sẽ trong người mình có thể là hợp thành sẵn được mà. Khúc gỗ nhỏ đây. Rồi, tha hồ khúc gỗ nhỏ mà có thể chế tạo tất cả các vật dụng cần thiết. Bây giờ là sẽ đầu tiên ấy sẽ là một cái cuốc chim đá này. Đấy, xong là một cái xẻng đá này và một cái xẻng đá xong rồi thì có xẻng đá rồi mà. Mình đã chế được cái gì? À, chế được 3 dụng cụ. Cái này mình sẽ đúp vứt đi. Không cần thiết nữa. Xẻng đá mình cần thêm xẻng để đào đất đúng không? Từ từ. Chúng ta nhặt vào đây xong rồi mình vứt ở ngoài này. Đấy, vứt ra ngoài đi, không cần nữa rồi. Bây giờ cục đá này để đây. Để đây. Những cái dụng cụ cần thiết của chúng ta thì nó sẽ để hết ở đây. Rồi. Bây giờ sẽ đi đào đất, không được, nhặt cái này lại. Xẻng sẽ đào nhanh hơn. Đấy, anh em thấy không? Khối đất này. Đất thì đầy. Thoải mái đi, để chế tạo ra một cái lò luyện. Xong đi tìm sắt chứ các thứ để về luyện, để chế tạo ra thành các cái công cụ cần thiết. Khá hay. Vấn đề mình cần phải tìm một chỗ nào để đặt bay, đặt nhà những cái thứ. Xong rồi, bây giờ chế tạo lò luyện anh em. Ui, quái vật nạm ấm thôi, chết rồi. Từ từ thôi. Má ơi, đông lắm. Thật sự đông quá. Bây giờ chạy đi đâu đây? Chế tạo cái lò luyện cái đã. Lò luyện. Đây, lò luyện khối đá. Chúng ta cần khối đá anh em. Mình ở đây có vẻ như khá là an toàn đấy. Mình giết được một con kia rồi. Vấn đề là hồi máu kiểu gì anh em? Chúng ta sẽ hồi máu kiểu gì đây? Chúng ta đang hơi đau đầu về vấn đề là hồi máu cho bản thân mình. Rồi, mình sẽ lấy nhiều điều đá một chút. Đá có vẻ như khá quan trọng. Muốn đợt bật đuốc đúng không? Đuốc cho nó sáng, hơi tối. Đây. Đấy, sáng trước như ban ngày luôn. Tiếp quả đào đá nè. Đào xuống dưới không biết liệu có tìm được sắt không nhỉ? Có thể đấy. Cho thử đào xuống dưới xem nào. Đi mai luôn đúng không? Đấy, đá, nhà được đầy đá mà. Lên trên này đã. Ui, bây giờ đặt cái khối đá lại đã. Để có đường lên chứ. Trên đầu mình bị vướng rồi. Đập nó ra, đã xong. Và bây giờ mình sẽ là chế cái gì nhỉ? Cái lò luyện. Đấy. Lò luyện đã xong này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu là đi đào xuống dưới thôi.
để bắt đầu tìm và kiếm sắt chứ các thứ anh em ạ. Chế tạo than này, chế tạo than thì chế tạo từ cái gì? Chưa biết chế tạo than chế tạo từ cái gì đây? Than hay nhà phải đi nhặt than ta? Có lẽ sẽ phải đi nhặt than. Có mấy con quái vật ở kia kìa. Nó không có thông tin gì về than cả. Có khi phải đi nhặt than hoặc là đốt một cái bất kỳ một cái gì đó xuống dưới này thì nó mới tạo ra than này. Tạm thời để đây đã cho nó gọn một cái lò này anh em. Thịt nướng này, chúng ta cần một số cái gỗ cây ăn quả này. Gỗ cây ăn quả sẽ là nhiên liệu, đốt luôn cái này. Đây đây, cái này có thể là đốt luôn được anh em ạ, nướng thịt luôn. Nướng nướng này thịt luôn này. Đấy, nướng này thịt chín à. Cái này thành than này. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng chế tạo ra cái cục than đen đầu tiên. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống phía dưới nữa để đấy, chung một rổ than rồi. Dung luyện một thỏi sắt. Vấn đề là sắt mình chưa có cái phôi sắt anh em ạ. Vì thế cứ bình tĩnh. Xuống dưới này đi đi tìm sắt nào. Mở rộng đường ra. Chúng ta đi nhặt sắt anh em ạ. Cầu mong sẽ tìm được sắt. Không biết có tìm được sắt hay không, nhưng mà mình đang vẫn cố gắng là đào xuống dưới. Hy vọng sẽ có sắt ở phía dưới này. Rồi ok, chúng ta đang đi tìm sắt. Sắt ở đâu ta? Theo mình nghĩ là nó sẽ ở dưới này thôi. Khối đá, toàn đá là đá thôi. Cái này là cái đất rồi. Đây này, cái này là đất rồi anh em ạ. Sỏi à? Dưới này là sỏi. Nên đặt một cái khối đây tí còn về chứ. Quên. Và ở đây thì mình sẽ đặt cái đuốc vào đây cho nó sáng. Dưới này là sỏi anh em ạ. Dưới này là sỏi nha. Mình đào kiểu gì này? Đây sẽ có một cái loại đen đen nữa, không biết là loại gì. Rip. Ui, trứng nổ. Ui, hồi sinh. Cái này cái gì? Tiếp tục hồi phục tại chỗ mà không mất vật phẩm. Mất 10 xu à? 10 mini xu. Ok. Vai trưởng anh em ơi. Sợ vai, tại sao mình có thể chết được nhỉ? Gặp một cái gì đó nó nổ bánh xác luôn kìa. Khiếp vai. Nào nào, đi xuống dưới này. Có rất nhiều slime này, mình muốn thu phục mấy con slime này quá. Giống như kiểu con pink slime ở trong kia kìa. Chẳng khác gì luôn đấy. Đẹp. Đấy, pink slime này anh em. Con này còn dễ thương hơn pink slime, con nó có một cái lớp gì đó xung quanh người rất là chất đấy, pink slime anh em thấy không? Ý, rất là dễ thương luôn. Chúng ta gặp cả slime trong này thì mới gọi là hay. Rồi thì ở đây đây chính là cái chỗ mình đã đào xuống đây. Bên kia có mấy con nhện nhiếc cái gì gì đấy. Làm sao đây, biển là ui bị rơi, ui thì ra có quái vật dưới này anh em ạ. Thảo nào, có gì đây, có vẻ như đáng sợ. Mình đồ đạc mình rơi hết xuống này này. Đấy, đấy, đấy. Ok, tiếp quái vật rồi. Đã xong, đã xong, đã xong. Mình được đá. Cái này cái gì nhỉ, đen đen này cái gì đấy. Nào chúng ta sẽ, mình hình như bị hỏng cái mất cái cuốc à? Không không, cuốc vẫn vẫn được, vẫn có cuốc để có thể sử dụng được. Sỏi à, cái này cái gì nhỉ, thỏi sắt này. Ok, đã có sắt rồi đây. Sắt đây, đây chính là sắt này anh em. Đúng rồi, hay rồi, mình nhặt được sắt rồi, rất nhiều sắt nhá. Mình về chế tạo kiếm sắt các thứ anh em ơi. Hay 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 hay. Đây là sỏi à, tiếp mình sẽ lên sau, mình có rất là nhiều đá, chúng ta sẽ lên sau. Bây giờ đi đào, lại đào sâu thôi nhỉ, chắc phải đào sâu thôi. Ở đâu có sắt nữa nhỉ, nhìn trên những cái đen đen nó sẽ là sắt, những cái đen đen là sắt nha anh em. Bên này là sỏi này. Rồi mình đã biết sắt ở đâu rồi và sỏi ở đâu rồi, rất là hay, rất là nhiều thứ để có thể khám phá. Mẹ, cái gì vậy, cái gì vậy, có gì vậy, có gì đây, có gì đây, có gì đây, vai. Cái gì đấy nhỉ. Bóng nước này đập chúng bạn nó sẽ bay lên.
Thật là vi diệu, cái gì nó vừa đánh mình thế nhở? Vãi thật. Cái này thì chúng ta sẽ trang bị quần áo vào cho đỡ chết. Sợ vãi. Vừa mới thấy đánh nhau xong, không hiểu là cái gì luôn. Kinh. Thế có mấy con nó xuất hiện ầm ầm. Mình không biết được nó là cái thể loại gì nữa. Thôi mình sẽ lên đây để mình tinh luyện cái sắt này đã. Mình sẽ sử dụng khối đá mình có rất là nhiều. Tận là 31 khối đá cơ. Khối đất, khối sỏi này. Khối sỏi trước, dùng khối sỏi trước đi. Đây đây. Đây rồi, cho có đường về rồi. Ôi cái gì đây? Rip. Mẹ ơi, cái gì đấy nó nổ mình nhở? Nó vẫn đuổi theo mình em ạ. Sợ vãi. Được đấy, mấy con nổ nổ ấy. Khó chịu ấy nhở, nó nổ ạ. Thì ra con đấy là nổ nên tránh xa nha. Cũng may là cái này thì nó sẽ là ấy hơn. Nó sẽ là... Sao ta? Mất máu kìa. Bay cao quá kìa. Cái này thì nó sẽ có cái vị trí mình chết bên mình rất dễ tìm. Mình không cần phải đi đâu quá xa cả. Trên kia có sắt kìa anh em, thấy không? Trên này có sắt này. Thế mình không phải đi đâu nữa đâu. Mình đi quanh quẩn đấy thôi. Má ơi, sắp lên được rồi. Một phát nó rơi nó nổ. Ủa. Tất cả đồ mình chưa nhỉ? Rồi. Cái này bây giờ đào cái gì đây? Vấn đề này, một cái vấn đề nữa chúng ta cần phải có máu để ăn. Đấy, chính xác là cái này cần phải dùng cái xẻng ấy. Xẻng này thì nó mới ấy nhanh này. Đập xuống. Vớ vẩn thật, sỏi đâu rồi? Ôi chết, nhầm ạ. Rồi mình sẽ lấy lại một cái đuốc. Đây. Đây chính là sỏi đây. Đúng rồi, chúng ta lên rồi. Lấp cái này vào. Không có đường luôn. Đây, chúng ta lên rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái này để cho khối đá. Khối sắt của mình đâu nhỉ? Mình nhớ mình nhận được khối sắt rồi cơ mà nhỉ. Khối đá này. Khối sắt của chúng ta để đâu? Khối sỏi. Rõ ràng nhặt được một đống sắt cơ mà nhỉ. Thôi kệ đi. Nó nhặt được nhiều sắt lắm. Bây giờ đang là trời mùa đông rồi. Ui quái vật anh em ơi, thấy quái vật không? Lắm quái vật thế nhở? Đông lắm. Và nó sẽ làm tấn công đè than ạ. Đè than anh em ơi. Sắt rõ ràng lúc nãy mình thấy rồi mà. Mình sẽ dùng cái này. Tiêu diệt hai con quái vật đang nhăm nhe cái ngôi nhà của mình trước đã. Cả một đàn quái vật anh em ơi. Về đây. Vấn đề là tại sao nó không ra đây được đâu. Nhưng mà vấn đề là sắt của mình đâu? Sắt của tôi đâu nhỉ? Đấy nhà dùng điện thoại sắt. Rõ ràng là lúc anh nhờ sắt đúng không? Thế sao bây giờ không thấy đâu nhỉ? Nó rơi đâu rồi? Sỏi này, khối đá này. Mình có than nhỏ này. Hay quá là than nhỏ ta. Mình nhìn nhầm là sắt ta. Thôi rồi, tập sau mình sẽ tìm sau nhá. Và rồi chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Mini World. Bye bye.